Mình là MC Hiển Vinh. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến tất cả các anh chị 5 ngôn ngữ tình yêu. Và 5 ngôn ngữ tình yêu này được một bác tiến sĩ Gary Chapman đúc kết từ 30 năm kinh nghiệm hôn nhân gia đình. Và đặc biệt nha, bác này khi mà nhìn vào mắt của chị em phụ nữ là biết à chị này đang gặp vấn đề gì. Hoặc là nhìn vào mắt anh này là à anh này đang có người yêu hay cằn nhằn nè. Và rất nhiều các tình tiết khác, bởi vì bác rất là kinh nghiệm. Và khi mà các anh chị hiểu được ngôn ngữ tình yêu rồi, khó đổ vỡ trong chuyện tình cảm hơn các anh chị. Và giống như là các anh chị ví dụ như thế này cho anh chị dễ hiểu. Mình là người Việt mà mình có người yêu là người Nhật. Chúng ta không có cùng cái ngôn ngữ với nhau, thế nên là chúng ta không thể kiểu connect được với nhau á anh chị. Chúng ta không hiểu được với nhau. Nhưng khi chúng ta cùng một ngôn ngữ tiếng Anh thì các anh chị sẽ có thể nói cho nhau nhiều hiểu hơn, kiểu I love you chicken more. Ủa lộn, I love you every day. Hoặc là I need click like. Tới đây cái có nhiều bạn kiểu ủa anh Vinh, chưa bắt đầu gì mà anh Vinh đã chơi kể như vậy rồi đó hả? Em nhấn nút like 2 lần rồi đó. Rồi rồi các bạn, từ từ. Nhấn nút like 1 lần thôi, mình bắt đầu ngay. Dạ rồi, chúng ta bắt đầu ngay với ngôn ngữ đầu tiên. Đó chính là ngôn ngữ những lời nói yêu thương. Dạ, tips người này thì cực kỳ thích nghe những câu. Ví dụ như nha, em ví dụ thôi nha. Anh yêu em bé ơi, bé cưng của anh. Hoặc là ôi hôm nay em lem lem lắm đó, đại loại như vậy anh chị. Ví dụ thôi nha, còn rất là nhiều những cái câu gọi là ngọt ngào khác. Và well, chỉ cần một ngày thiếu nói ngọt xíu thôi là trong người ta cảm thấy gay gắt khó chịu lắm anh chị đó. Ít nhất là một ngày cũng có gọi là bé ơi hôm nay em ăn gì chưa, hoặc là bé ơi em hoặc là cưng ơi em xinh lắm, đại loại như vậy. Người ta cảm thấy được yêu khi mà được nghe những cái lời nói đó. Đó, đại loại như vậy. Và đặc biệt nha các anh chị, khi mà mình nói trái ngược lại với cái lời yêu thì người ta cực kỳ tổn thương sâu sắc luôn các anh chị nha. Đặc biệt nha, tổn thương sâu sắc luôn. Dạ rồi, người này thường hay sáng kiểu là anh có yêu em không? Chưa thì em nấu ăn có ngon không? Hoặc là chiều tối như kiểu là em mặc đồ này có đẹp có hợp không anh? Đó, người ta sẽ thường hay hỏi như vậy để người ta muốn nghe người lời ngon tiếng ngọt từ mình. Đó, đại loại như vậy. Và cái này nha các anh chị, cái này mình thấy ở các mấy đứa nít á, em nói hơi vui xíu, kiểu mấy đứa nít mà nó nhắn tin với nhau kiểu CK, VK đang làm gì đó, ăn cơm chưa, em ăn cơm với rau đúng không, em ăn được mấy chén, đại loại như vậy. Dạ, kiểu tim đồ. Mấy đứa nít thì mình thấy nó nhiều kiểu đại loại vậy. Còn người lớn thì mình tất nhiên là không vậy rồi. Cái này á, em thấy ở những người mà anh chị mà cưới nhau rồi á, kiểu mà yêu lâu rồi các anh chị, kiểu là trời ơi bây giờ mình nói nó dư thừa quá, kiểu mình biết là mình yêu nhau rồi đó, giờ mình nói nó cũng dư quá. Nhưng không nha anh chị, đối với tips người này là không có cái chuyện dư nha anh chị, chỉ có thiếu và rất thiếu thôi. Thế nên á các anh chị nè, các anh mà xác định được tips người của người yêu mình mà là tips người này thì một ngày cứ tặng cho em cỡ vài câu ngọt ngào đại loại vậy. Dạ dạ. Và như thế này nha các anh chị, có một số cô kiểu lớn tuổi các anh chị, tầm 40 tuổi đảo lên, thì cặp với những bạn trẻ, bạn nam trẻ tuổi cỡ như em, cỡ như Hiển Vinh á, thì em mới tìm hiểu ra được là à những cái cô này nè vì sao lại yêu thích những bé trẻ nam như thế này. Bởi vì những bé trẻ nam như thế này là dành tặng những lời yêu thương cho cô rất là nhiều, những cái điều mà ở các anh chồng của các cô không cho được, đó là những lời yêu thương, những lời ngọt ngào đó. Thế nên là người ta đâm ra cái chuyện là cặp với bồ nhí đại loại vậy. Dạ, đó là ngôn ngữ yêu thương. Chúng ta tiếp với ngôn ngữ thứ hai, đó chính là ngôn ngữ hành động. À, tips người này á thì anh chị, tips người này họ một ngày cũng không cần nói gì nhiều đâu, không cần nói lời ngon tiếng ngọt gì hết trơn cũng được nữa. Chỉ cần là thấy mặt buồn lại hỏi han chọc cười, rồi thấy cái đống chén nhiều quá tự động lại rửa, hoặc là thấy đồ ăn nhiều quá mình ăn giùm. Ủa lộn, thấy đồ ăn nhiều quá thì mình lại mình nấu giùm. Dạ đại loại vậy.
nghe than đói, xách xe chạy 10 km liền, mua đồ ăn liền. Đó là ngôn ngữ tình yêu hành động. Em ví dụ một vài cái như vậy cho anh chị dễ hiểu. Và đặc biệt nha các anh chị, tips người này á, khi mà kiểu anh chị thất hứa với người ta, các anh chị bỏ lỡ một cái chuyện gì đó thôi, là người ta sẽ cảm thấy không còn được yêu thương nữa các anh chị ạ. Hôm nay hết thương tôi rồi, đại loại vậy. Đó gọi là ngôn ngữ tình yêu hành động. Đó, nó giống như cái việc là anh chị nói là wow, coi clip này hay quá, mình chuẩn bị click vô bấm like nhưng mà mình quên mất tiêu. Đó là tôi đau liền. Chờ trẻ xíu thôi các anh chị. Đó rồi, mình tiếp theo tới ngôn ngữ thứ ba, đó là ngôn ngữ tặng quà. Không cần nói lời yêu, cũng không cần hành động gì nhiều, chỉ cần tặng quà là cảm thấy được yêu liền các anh chị. Cái này á, trong thời điểm hiện tại của mình á, thường dễ bị đánh đồng với cái chuyện gọi là đào mỏ. Nhưng mà em thấy nha, nó sẽ khác với đào mỏ ở một chỗ là nó biết chừng mực. À, những người mà tips người mà ngôn ngữ tặng quà á anh chị, người ta sẽ biết là à, thu nhập của anh này chỉ với 15 triệu thôi, thì tới lễ 8 tháng 3 anh tặng cho em một con có bông 300 ngàn là đủ rồi, em cảm thấy đủ vui rồi. Còn đào mỏ là khác. Tôi không cần biết anh có bao nhiêu tiền, tôi chỉ cần biết là tới đó anh tặng cho tôi cái con iPhone 13 Pro Max. Đó, nó là cái sự khác nhau như vậy đó. Em nhân hóa lên một chút xíu cho anh chị dễ hiểu. Đó, đại loại là như vậy. Khi mà tới lễ đó các anh chị, mà anh mà hỏi mà quên một chút xíu thôi nha, là sẽ cảm thấy bức rất khó chịu trong lòng liền. Kiểu sẽ có hay cái kiểu nhắc khéo. Khi mà người ta nhắc khéo là anh ơi hôm nay mình không biết anh ngày gì anh ha, là người ta cố gắng cứu vãn cái tình cảnh đó chị. Đó anh, mình phải biết cái chỗ này nha. Điểm thôi mà qua ngày một cái là rồi, nó rơi vào cái khoảng không, gọi là không nói chuyện được. Đó, mấy anh tinh tế chỗ này xíu. Đây, đó là những cái khúc mà để các anh ghi điểm đó. Tự nhiên cái hôm đó nhớ tới hôm đó lễ, cái tặng quà bất ngờ, cái tự nhiên cái thấy yêu liền, moa moa liền. Đó là ngôn ngữ tặng quà. Dạ rồi, chúng ta đến với ngôn ngữ thứ tư, đó là ngôn ngữ khoảng thời gian ý nghĩa. Dạ rồi, đặc biệt nha, cái tips người này nha anh chị, đặc biệt là khi đang trong không gian riêng của họ, họ sẽ rất trân trọng từng phút, từng giây, từng nhịp đập, từng hơi thở khi ở bên các anh chị. Và wow, họ cực kỳ ghét khi mà các anh chị bấm điện thoại. Cực kỳ ghét nha, kiểu em nói gì? Trời ơi, họ nhẹ là có thể bỏ đi về, còn nặng là họ đập điện thoại các bạn luôn. Bởi vì họ enjoy, họ xác định là không gian đó chỉ có anh chị và họ. Đó, đặc biệt là như vậy, họ rất cảm thấy là không được tôn trọng khi mà các anh chị lơ họ, hoặc là anh chị dẫn thêm một người mà anh chị không nói với họ, là họ cực kỳ giận, tổn thương sâu sắc. Họ không cần là quà cáp hay là hành động gì nhiều, họ chỉ cần là anh chị trân trọng từng phút từng giây khi ở bên họ, là họ cảm thấy được yêu liền các anh chị. Em ví dụ như thế này cho anh chị dễ hiểu nha. Không, các anh chị có thể ngồi chung với nhau, cùng xem một cái vlog về room tour, hoặc là về một cái vlog 5 ngôn ngữ tình yêu chẳng hạn, là đủ cảm thấy yêu thương, cảm thấy vui liền. Đó là ngôn ngữ khoảng thời gian ý nghĩa. Đặc biệt, tips người này nha các anh chị, đừng thắc hẹn, vì họ là con người của thời gian. Đối với họ, thời gian là vàng, thế nên đừng thắc hẹn với họ nha các anh chị. Tiếp theo đến với ngôn ngữ cuối cùng, ngôn ngữ những cú chạm yêu thương. Nghe đến đây á, có nhiều ông kiểu have sex á hả? Không hẳn. Dạ không hẳn nha. Ở đây, anh chị nào mình đã từng trải qua cái mối quan hệ friend with bún bò giò heo, à không, friend with benefits, là anh chị sẽ hiểu rõ được. Anh chị có thể have sex từ tối đến sáng, nhưng anh chị không có cái gọi là ngôn ngữ những cú chạm nhẹ này. Vậy, ngôn ngữ những cú chạm nhẹ này là gì? Đó chính là những hành động mỗi buổi sáng, ví dụ như mỗi sáng thức dậy hôn nhẹ lên trán, hoặc có thể là ôm vào lòng mỗi khi nghe nói em lạnh quá, hoặc có thể là đựng má mỗi khi cảm thấy dễ thương, hoặc là bóp vai mỗi khi thấy mệt mỏi. Đó là ví dụ những cú chạm nhẹ yêu thương. Vậy have sex nó chỉ là một phần nhỏ những thứ ở trên thôi. Và đặc biệt nó khác nhau ở điểm này nha. Khi mà have sex xong á, mình sẽ ngồi lại, mình không có ngồi lại lộn, mình sẽ nằm lại với nhau kiểu ôm rồi nói chuyện này kia nọ. Ôi, cái khoảng thời gian đó là chinh mây. Đó là những cái, đó là sự khác biệt giữa friend with benefit với cả là tình yêu thật sự. Và em xin bổ sung thêm một cái, đó là thường xuyên nắm tay đi dạo phố,
hôm đó mà lỡ mà quên nắm tay tiếp người này một cái rồi, tự nhiên cái chân nó tê cứng anh chị, không muốn đi đâu hết trơn trời á. Đó, cái này nó cũng hơi na ná với cái ngôn ngữ hành động, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở một chỗ là ngôn ngữ hành động nó làm ở đồ vật, còn những cú chạm yêu thương là nó làm ở con người đó. Dạ thì well, cái này thì anh chị không cần nói lời yêu, anh chị cũng không cần tặng quà gì nhiều, anh chị cũng không cần gọi là well, làm dành thời gian hết mình cho người ta, anh chị cũng không cần gọi là làm đồ vật gì nhiều, anh chị chỉ cần hôn người ta, anh chị chỉ cần có va chạm xác thịt là ok. Nói tóm lại là có sự kết nối về mặt thể xác, tips người này chỉ cần như thôi. Và không biết anh chị đoán xem em là tips người gì ha. Và anh chị là tips người gì, hãy comment phía dưới cho em biết đi ạ. Cái này á, tuy là em nói về tình yêu, tại vì em thấy anh chị khá là thích tình yêu nên là em để tiêu đề là tình yêu vậy thôi, chứ anh cái này tips, 5 tips người này anh chị có thể áp dụng vào công việc cũng được luôn nha các anh chị. Anh chị áp dụng vô sếp của mình, ví dụ như tặng quà cho ổng, mình tặng những món ổng thích mà ổng kiểu cũng không có vui vì mấy, cũng kiểu cảm ơn, nhưng khi mình khen ổng một cái, mình khen ổng hôm nay mặc đồ đẹp quá là nó đó các anh chị, nó là ngôn ngữ đầu tiên đó, ngôn ngữ những lời nói yêu thương đó là sếp của mình thuộc tips người số 1 đó các anh chị. Hoặc là các anh chị có thể áp dụng với gia đình của mình hả, áp dụng với gia đình của mình sau anh chị có thể khen ba mẹ hôm nay đẹp quá, ba mẹ hôm nay của con xinh tươi quá, nhưng mà họ nói cảm ơn con, họ cũng bình thường. Nhưng khi các anh chị ngồi lại, các anh chị dành từng giây từng phút để ngồi lại nói chuyện với ba với mẹ, đó là ngôn ngữ yêu thương thứ tư, những khoảng thời gian ý nghĩa đó. Cái này mình có thể áp dụng vô rất là nhiều em, để tình yêu cho thu hút các anh chị thôi. Và wow, quá là lời luôn, quá lời cho các anh chị. Và em mong là lời cho em được chút xíu bằng cách các anh chị share và nhấn like, share và subscribe kênh của em. Xin cảm ơn các anh chị, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.